Chào mọi người nha, Nam Đức Vlog lên cho mọi người một con custom 50 đời 1998 nha. Cái tem nổi này, logo nổi này nhìn nó cũng đẹp lắm á. Logo nổi này từ đời 95 cho tới 2021 nha. Xe này đi ít cực kỳ. Cái ống không gì nóc. Máy đang nổ. Máy đang nổ mà chú ý lắm mới nghe. Ốc tán theo xe, cầm theo xe nha. Điền theo xe. Xe này là sơn này zin 100% nha mọi người. Cái dòng 50 này em bán chạy lắm nha. Kiểu như là nó dễ đi với học sinh hay là phụ nữ đi để dẫn được. Dễ đi lắm. Đã là cúp mà còn 50 thì nó rất là tiết kiệm xăng. Bẩn này theo xe nha. Bẩn theo xe thì nó nứt răng, cái này không phải nứt được chỉ nó răng theo thời gian. Bẩn mới thì nó trong hơn. Đây cái đát của nó đây. 1598 nha, trùng mã với cái đát cái vỏ trước. Cái đát trước, cái niền trước. Xe Nhật thì mọi người chỉ cần nhìn cái niền với lại áo trong này nó cũng vẫn có ghi 5 tháng nha. Kính vẫn đẹp, cùm tay chỉ rõ ràng. Cái cùm này còn keo còn chữ đầy đủ luôn nha, còn đỏ hói rửa quét luôn nha. Trên tiếp này kia các thứ nha. Bẩn cánh chim luôn nha mọi người. Đó, nó nứt răng vậy là đồ xịn đồ theo xe nha. Mọi chức năng hoạt động đầy đủ nha. Cái này có kính, có bẩn đầy đủ nha. Chỗ này nó có bị dính nhớt xíu. Nó bị xét xíu, bị cái đó. Gai thôi, không có luôn mọi người. Ốc tán 7 màu luôn. Tem tiết còn đầy đủ luôn. Gai còn đẹp nha. Gai còn đẹp luôn. Con này em bán ba mấy triệu thôi, 30 mấy triệu thôi, bao ship, bao vận chuyển cho mọi người luôn, mọi miền tổ quốc luôn nha. Anh em mà hỏi bán xe có ship được không là thua luôn, em cái đó em thua luôn. Em bán mà em không ship được là em đâu có bán về Việt Nam được đâu. Em bán em ship toàn quốc luôn á. Giấy tờ thì anh em tự lo thôi, cái đó em lo không nổi, với cái phần ship thì tới đâu em ship cũng được hết. Trên lãnh thổ Việt Nam, trên lãnh thổ Campuchia luôn. Xe hiện đang Campuchia nha mọi người. Mọi người quan tâm thì liên hệ em để trao đổi rồi nhận xe tại nhà nha. Được cái là em giao xe tại nhà hoặc là giao thêm cái dịch vụ chuyển nha. Cho nên là tiện lắm. Có thể là đứng đây chắc không nghe tiếng máy đâu, máy nó rất là êm luôn. Đây thì nghe nha. Cái ron này nó còn xanh lè luôn mọi người. Ron mà đi nhiều là ngã màu vàng chăm rồi. Cờ, cái góc lá cờ này còn nhọn lên luôn mọi người. Xe mà rửa nhiều á, rửa tới rửa lui là cái góc này nhọn nữa, nó thành cái góc tà, nó thành cái góc tròn luôn, nó hết nhọn. Rồi custom 1998. Tem nổi này đẹp nha, đi như nó đẹp hơn. Giá trị luôn. Để chính máy này thì người ta chuộng hơn. Máy nó cực kỳ êm luôn nha, máy 50. Với lại cái máy 50 này nó dễ đi, an toàn. Máy nó không có giật, có phóng nhiều. Còn anh em đi máy lớn có khi là nó mình kiểm soát không được tốc độ á. Cái này học sinh đi học hay là không cần bằng lái nha. Không cần bằng lái. Anh em chỉ cần nếu như mình kính bẩn đầy đủ thì tùy theo khu vực thôi. Cái nào dễ thì mình gắn biển số cho mình đi. Còn không thì mọi người vô giấy. Giấy thì mọi người tự lo, nói chung là tùy theo khu vực dễ hay khó. Mà mấy cái xe này ta cũng ít có để ý lắm, chứ không phải như là mấy cái dòng hai thì mà nó nhạy cảm mọi người. Cái bộ quá trời đẹp luôn mọi người. Cũng đẹp luôn. Cổ bô cũng đẹp luôn. Cái này nó có chạy chút theo 5 tháng nha, tại nước sơn zin của nó nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người quan tâm cái dòng xe này thì liên hệ em nha. Cộng 855 978 68 5678 số điện thoại Zalo nha.
Mọi người em để số điện thoại trên Zalo, mọi người áp Zalo để mình trao đổi trực tiếp nha. Rồi, chúc mọi người buổi chiều thứ tư thật là vui vẻ nha. Tràn đầy sức khỏe. Em xin kết thúc video tại đây. Mọi người quan tâm kênh em thì cho em một lượt đăng ký để em lên nhiều xe hơn, nhiều clip hơn. Khi mà em lên video thì mọi người sẽ là những người thấy đầu tiên. Em thì thích nhanh gọn lắm. 1-2 triệu là em chốt luôn, cho đi luôn. Mua nhanh bán lẻ mọi người. Nói chung là em bán mấy cái dòng này thì được số lượng thôi. Còn mà cái tiền lãi, tiền lời thì nó không quan trọng lắm. Là ít ít là em đi cho đi về. Mấy cái xe mà đẹp đẹp vậy mà hải quan chính ngạch là mọi người gớ vô cũng phải ha. Vài chục triệu, 5-70 triệu. Có xe mà đẹp đẹp là cả 100 triệu. Mấy con 86 đèn tròn này kia đó. Mọi người có thể tham khảo giá trên những cái kênh, những cái kênh YouTube sang đẹp nha. Cái này có dính kiểu như là lâu ngày nó dính bụi ra keo á. Yên này là yên zin nha, đinh bấm còn luôn á. Yên zin theo năm tháng nha mọi người. Ốc tán đẹp. Chữ Honda nó còn rất rõ luôn. Nó còn thích nè. Mặt đồng hồ đẹp nha mọi người, mặt bàn thờ đẹp nha. Máy đang nổ nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người quan tâm thì liên hệ em nha. Xin chào mọi người.